Hi, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay 3 tháng 3 2022, em quay cho anh chị xem Nokia 6500S màu đen, nhà mạng Orange màu cam. Đó, đây, con này đúng là máy mới nha anh chị, nhưng mà khách cũ á, người ta xài một ngày, người ta không có xài tiếng Anh quen, cho nên người ta không có xài nữa. Tại vì anh này ảnh dưới quê á, ảnh không ở dưới quê không ai chạy tiếng Việt được á, cho nên ảnh không có xài luôn đó, cho nên gửi lên cho em. Anh nào mà muốn xài thì em chạy tiếng Việt cho anh chị luôn nha. Đó, con này đúng rồi, mới mới nhưng mà xài ảnh bỏ sim xài ngày rồi thì coi như là 99% thôi nha. Để quay cận cảnh cho anh chị xem cái hình dung máy nó. Rồi, bên trong đúng là nó vậy nè, lọt ra luôn cho lẹ. Đó, cục sạc chui nhỏ, nhìn là biết sạc dây nha anh chị, khỏi lo. Tai nghe chưa xài luôn, cáp kết nối. Rồi, bên trong này có cái hướng dẫn đầy đủ thôi. Đó, dĩa đây vơ nè, không đúng đồ luôn, organ. Đó, rồi ok. Bên trong nó là có máy pin sạc, đây là cái sim nó nè. Đó, ngày xưa bên nước ngoài gửi về nó có sim sẵn gì nè, hoặc là bên nước ngoài á, nhà mạng này người ta bán máy, người ta tặng cái sim nè. Đó, gắn vô chơi là đẹp rồi. Đó, thấy không? Đúng của gan nó luôn. Rồi, cục pin. Pin zin, xài khỏi lo. Rồi, cuối cùng là cái máy. Đó, em quay gắn sim thử cho anh chị xem luôn. Đó, cái máy bên trong. Nè anh chị, là những cái miếng anh ti còn chưa lột nè, thấy không? Đó, quay sát cho anh chị xem hình dung cái máy khi anh chị mua mà những máy nó hay vậy. Đó, bên hông không có chạy luôn, không sau lưng. Đó, đẹp xuất sắc rồi. Đó, giỏi rồi, khỏi lo giỏ lô, đúng không? Quay cái lô organ luôn, 6 ghét chị đóng vô. Đó, trượt rất là nhẹ nha anh chị, sạc USB, tai nghe. Rồi, muốn mở nắp như lúc này, mở ra. Đó, quay bên trong. Đó, cận cảnh chị xem 4 ốc nè, thấy không? 4 ốc chưa mở luôn. Để hãy nhớ lùi về, bật ra. Đó, chị mua hãy nhớ chọn vô, đẩy lên, xong bỏ sim vô, bỏ vô hướng này, thấy không? Kéo sim ra, đẩy vô, kéo ra, vậy thôi, đơn giản. Bỏ pin vô. 6GS này á, anh chị gắn nắp vô thì nó mới dựng thẻ nha anh chị, nhớ nha. Đây, cái cục này nè, thấy không, cái cục này nè, đó. Khi gắn nắp vô thì nó đè miếng đồng này nè, miếng đồng nhỏ này, thấy không. Đó, miếng đồng nhỏ xíu này nè, đó. Thì nó dựng thẻ nha. Rồi, em gắn vô thôi. Chứ nhiều anh chị mua về mà gắn thẻ nhớ xong chưa gắn nắp á, nó không dừng thẻ, lại nói ủa sao máy hư không dừng thẻ nữa. Đó là vậy. Rồi ok, mở nguồn. Con này mà mua về lột anh ti là mới tin. Con này mở mạng sẵn chứ nha anh chị, bỏ sim mà xài thôi. Đó, logo Organ luôn, chạy nè. Đó, anh chị lưu ý là khi mình chạy tiếng Việt á là nó không còn cái logo đó nha. Đó, sóng rất là mạnh, bỏ vô rồi có sóng liền. Để em chọn thêm mới, thêm khác đi, coi khó xài lắm. Đó, dễ. Chọn thêm khác nữa. Cái thêm nó còn khó xài nữa nè, thử. Cái này đơn giản đi. Nó đèn đuốc rồi rất là đẹp nha anh chị. Nói chung coi là 99%. Đó,
Mua con này là xài rất là bền, khỏi lo mà lỗi cái gì đó. Mình chơi là hàng zin new full hợp là khỏi chơi. Đó. Chức năng cũng nghe gọi bình thường. Có thêm mình nhìn nó khó chịu chưa? Em chỉnh chơi, chơi chơi thôi nha anh chị. Còn anh nào mà không biết xài tiếng Anh thì em chỉnh việc là xong. Rồi. Đó, dễ dễ nè. Rồi đó. Có đài FM không nè? Đó anh chị muốn nghe đài FM gắn tai nghe vô. Muốn nghe nhạc gắn thẻ nhớ vô. Chụp hình đầy đủ. Đó, quay lại cận cảnh cái vỏ cho anh chị xem nữa. Không? Như mới. Bây giờ mà kiếm máy này mà dạng full hợp new khó lắm nha anh chị. Màu nâu cà phê còn khó nữa, không kiếm ra luôn. Màu bạc, màu đen. Đó. Rồi, quay sơ chị xem thôi. Anh nào thích thì cứ alo cho em nha. Cảm ơn anh chị xem clip.